sẽ dùng thử một cái ứng dụng là cho phép đọc giờ ở trên các thiết bị Nokia cổ ha. Đây là một tính năng được tích hợp sẵn ở trên các thiết bị trắng đen, ví dụ như là 1200-1280 gì đó, bấm vào một cái phím được mặc định ha, bấm vào một cái phím thì nó sẽ đọc giờ, thì rất là tiện cho một số trường hợp mà cái người ta có thể là bị khiếm thị hay gì đó, rất là tiện ha. Vậy thì trên S40 và S60 thì sẽ có một cái phần mềm định dạng Java ha. Đây, phần mềm nó có tên là VoiceLock gì nè ha, 148 KB, và trên S60 thì các bạn có thể gửi qua Bluetooth nhưng mà phải cài đặt ha. S40 thì không cần cài đặt nhưng mà S60 thì cần phải cài đặt ha. Rồi, vào bên trong cái giao diện của nó thì nó sẽ như thế này ha. Đọc giờ, bây giờ mình sẽ cho cái 6700 đọc trước nha. Đó, nó có cái tiếng chuông nữa các bạn, nó có tiếng chuông nữa ha, và âm lượng đang ở mức cao nhất rồi ha. Cho C5 đọc nè. Có buổi sáng luôn. Đó. Rồi tính năng tiếp theo là nó cho phép là báo giờ theo chu kỳ, bao nhiêu phút báo một lần, ví dụ như các bạn chọn 1 phút hoặc là 60 phút ha, cách 1 tiếng báo một lần, và có báo giờ ban đêm hay không thì chọn không ha. S60 chúng ta sẽ bấm vào thu nhỏ ha, tức là cái giao diện nó vẫn đang chạy nền nè. Các bạn bấm vào đây các bạn có thấy nó đang chạy nền nè ha. Đó, 1 phút nó sẽ báo một lần. Còn S40 các bạn bấm vào thu nhỏ thì không được ha. Tại vì nó không thể nào chạy đa nhiệm, trừ phi mà các bạn có một số thủ thuật để cho nó chạy đa nhiệm ha. Phần mềm này sử dụng ở trên S60 thì nó sẽ cho nhiều cái tính năng hơn khi mà sử dụng ở trên S40 ha. Và nó có tính năng báo thức nữa, nhưng nghĩ tính năng báo thức thì điện thoại nào cũng có rồi. Bạn có thể gán nó qua một cái phím nào đó để cho khi mà bấm vào nó sẽ báo giờ luôn. Bây giờ mình sẽ thử ha. Cài đặt phím tắt riêng nè ha. Bây giờ phím chọn ha, mình không chọn nữa mà mình chuyển nó qua cái ứng dụng nè, danh sách ứng dụng nè. Mình sẽ tìm cái ứng dụng đây, ứng dụng nó, chọn nó ha. Như là tức là các bạn bấm vào đây. Rồi xong bấm phím chọn đọc giờ. Các bạn nghĩ sao về cái phần mềm đọc giờ ở trên các thiết bị Nokia cổ định dạng Java thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.